Hello, chào các bạn. Hôm nay mình khui hợp một cái sản phẩm mới mình mới mua được các bạn, của hãng BMW. Cái tên nó là Connected Drive Gradle ha. Đây là sản phẩm chính hãng của BMW, nó ghi nè: Original BMW Motorrad. Thì cái sản phẩm này nó thay thế cho cái Garmin lâu nay, và đặc biệt là dùng trên các cái dòng xe GS các bạn ha. Rồi, khui nhanh và demo cho các bạn coi là nó làm được cái gì so với cái mức giá mà nó bán ra các bạn. Cái sản phẩm này hãng bán ra gần $300, mình mua được với giá 7 triệu mấy ha, nhờ một người quen đặt ở nước ngoài. Và hiện tại thì đây là một cái sản phẩm rất là hot của BMW các bạn đó. Nhiều lúc tìm mua cũng không có luôn đó. Đây, cái đế này nó tiếp xúc với cái phần đế lâu nay mà dùng cái Garmin các bạn đó. Còn cái phần này là phần sạc không dây, cái này là cái cổng sạc USB-C, cái phần này là sạc không dây nè, có cái ký hiệu ở đây. Cái này là mình bật lên bật xuống để mình để cái điện thoại vô. Còn cái phần này để coi, nó có mũi tên. Cái nút tròn tròn các bạn là cái nút mình vặn để mình mở này ra ha. Này nó có những cái răng nè, thì cái này là để mình khóa lại, ví dụ cái điện thoại mình tới đâu thì mình vặn cái này mình khóa lại đó, cho nó dính cái điện thoại vô đó. Rồi, ra xe thử nha các bạn. Rồi đây các bạn, mời các bạn ghé đây. Đây là cái phần bát gắn Garmin ha, trên tất cả những cái dòng GS, GSA và một số dòng F nữa ha. Thì BMW có trang bị cho mình một cái đế ở đây. Đây thì cái phần đế này nó có cái phần khóa đây các bạn ha. Đây mình mở khóa thì mình gà ra, mở ra mình lấy được cái nó có cái chốt ở đây nè, thì mình lấy được cái này ra. Tại cái đây là cái BMW Motorrad Navigator thế hệ thứ 6 rồi. Thì cái cục này là cái cục định vị do Garmin hợp tác với BMW sản xuất các bạn. Thì nó dành cho những cái dòng xe này ha. Thì khi mà mình để vô cái xe thì nó sẽ là cái thiết bị dẫn đường, cũng như là mình điều chỉnh được ở trên cái ghi đông này nè các bạn. Trên ghi đông này nó có những cái bánh răng ở đây, mình điều chỉnh trực tiếp được luôn ha. Qua cái việc dẫn đường cũng như là zoom bản đồ in out đồ này kia ha. Thì cái cục này khá là đắt. Cái cục này nếu mình mua nó có giá khoảng mười mấy 20 triệu đồng các bạn. Rất là đắt. Nhưng mà cái giá trị nó mang lại thì không có cao. Đó, nó cũng khó tìm lắm, rồi bản đồ thì mỗi nước mỗi khác, rồi không có ngon lành như là Google Map các bạn. Đó thì riêng cái này của mình thì nó bị đang bị lỗi rồi, nó bị loạn cảm ứng rồi, mình chỉ hiển thị thôi chứ mình xài không có được. Thì khi các bạn mua một chiếc xe á, thì cái phần này là phần hãng người ta trang bị sẵn ha, chiếc xe BMW đó, hãng người ta trang bị sẵn cái này cho mình. Nó có một cái nắp đậy nữa thì mình tháo ra thì nó ló cái dàn chân này ra đó. Thì nếu mà mình không có gắn cái Garmin thì cái xe nó sẽ trở nên trống trải, thì mình đậy cái nắp lại, khi mình gắn Garmin thì nó liền lạc rất là đẹp. Còn cái phần này thì mình gắn thêm để mình gắn cái GoPro ha. Thì trong cái phần đế Garmin này thì nó có một cọng dây nó đi xuống và nó điều khiển qua cái hệ thống di động. Rồi, một thời gian rất là dài, nhiều năm, thì nhiều người người ta cũng phản ánh là cái hệ thống Garmin này đắt tiền, dùng không có ngon đó. Thì bây giờ người ta thích dùng điện thoại hơn. Như mình đây, mình dùng điện thoại thì mình phải mua thêm cái đồ gắn ở đây đó, hoặc lóc, rồi mình mua thêm ốp lưng hoặc lóc các kiểu để mình gắn đây. Nhưng mà khi gắn như vậy á, là mình chỉ coi cái thông tin bản đồ trên cái này thôi, chứ mình không có điều khiển được cái bản đồ qua cái điều khiển núm ở trên cái ghi đông này đó. Thì bây giờ hãng nó làm ra cái đế này các bạn. Cái đế này chính hãng chứ không phải là đế của các cái thương hiệu từ Trung Quốc ha. Một số cái nhà sản xuất ở Trung Quốc á, thì họ vẫn sản xuất những cái đế tương tự như vậy. Nó cũng có sạc nhanh luôn, nó cũng có lấy điện từ cái phần tiếp xúc này luôn, nhưng mà nó không có điều khiển được trên cái ghi đông xe, nó không có chính hãng. Rồi bây giờ cái cách gắn vô thì cũng giống như gắn cái Garmin này thôi. Đó, các bạn thấy phía sau nó y chang nhau ha. Đó, y chang nhau, cho nên mình gắn vô một cách cực kỳ nhanh chóng và dễ dàng ở đây. Đó,
Thì do là mình gắn vô thì nó bị đụng với cái GoPro của mình đây, cho nên mình phải tháo cái GoPro. Tháo cái GoPro bỏ cái đã. Rồi, hy sinh cái chỗ GoPro, cất cái đã các bạn. Rồi các bạn, anh tháo cái bát GoPro cho nó khỏi vướng ha. Rồi bắt đầu mình gắn vô. Rất là dễ dàng ha, gắn vô đây. Đó, bóp cái bập vô là dính à. Rồi lóc lại là khóa lại luôn, khóa chìa khóa lại luôn. Thì cái đế này sẽ không bị gỡ ha. Thì cái đế này nó chồng lên cái đế kia, tức là đế chồng đế các bạn ha, đế chồng đế. Đó, đế chồng đế. Còn này là cái khóa đây các bạn, con ốc này. Đó, nãy mình mò không ra, giờ ra đây cái tăng đưa này hất xuống. Rồi, dùng như thế nào? Đây, các bạn dùng iPhone hoặc là Samsung luôn. Đó, các bạn có thể dùng Apple hoặc là Samsung hoặc là các cái điện thoại Android khác đều được hết. Thì các bạn phải cài cái phần mềm này nè. Đó, cái phần mềm BMW Motorrad Connected ha. Đó, các bạn cài cái phần mềm này vô. Đó, đó, bấm vô. Nó hoạt động cái phần mềm này lên. Thì cái phần mềm này của mình nó kết nối với chiếc xe của mình và đặt tên là BMW mà. Đó. Thì mình biết là còn xăng bao nhiêu, rồi đã chạy bao nhiêu, kích thước đường đi các kiểu luôn ha. Bản đồ nó cũng update ở đây luôn. Thì mình gắn cái điện thoại này vô để coi gắn chiều nào. Gắn chiều này thì nó có bị cấn hay không, cấn cụm camera hay không. Mình nghĩ là gắn chiều này ha. Để mình coi nha. Nói chung là lần đầu cho nên là để coi thử coi gắn cái chiều nào nó đẹp, nó hợp các bạn ha. Này, hít lên đây. Này, chốt vô đây. Xong này vặn lại các bạn, vặn cứng lại ha. Thì cái điện thoại của mình nó sẽ không có bị rớt khi mình chạy ha. Đó. Rồi, cứng rồi ha. Rất là đẹp. Đó, cứng luôn. Rồi các bạn ha, đây là cái máy iPhone của mình Pro Max, to nhất bây giờ rồi. Nếu các bạn xài những cái quạt lốc thì các bạn không có gắn vô để dùng được ha, do là nó dày quá, nó cấn và nó không có sạc không dây được. Thì các bạn có thể dùng những cái ốp lưng mà mỏng nhất và trong suốt á, thì các bạn gắn vô đây nó vẫn ok ha. Vẫn ok. Rồi mình đưa cái cụm camera ra ngoài cho nó khỏi cấn ha. Đó, đưa cái đáy của cái iPhone vô trong này. Đó. Thì nó vừa khít luôn, nó có những cái chỗ mà nó ngàm lại luôn các bạn ha, nó ngàm lại luôn. Rồi mình đưa cái này vào sát luôn ha. Đưa vào sát luôn, mình siết ốc lại thì nó cầm cái điện thoại của mình. Mỗi lần lên tour thì mình mất vài giây để mình gắn nó thôi. Rồi rất là ngon ha. Rồi bây giờ mình mở cái phần mềm này lên nè. Giờ mình mở nguồn cái đã, mình mở nguồn xe cái đã ha. Mở nguồn xe. Đó, đèn nó lên các bạn. Đây, đèn lên nè, chớp rồi ha. Đó, sạc không dây liền các bạn thấy không. Rồi vừa mở nguồn lên là cái điện thoại của bạn đã được sạc không dây. Rồi đã được sạc không dây ha. Mình mở cái phần mềm Connected này lên nè. Mình kết nối cái điện thoại của mình với cái xe. Đó, kết nối điện thoại của mình với cái xe. Đó, cái điện thoại của mình đã kết nối với cái xe. Các bạn thấy ở trên xe nè ha. Nó có trụ sóng nè, có pin nè, có cục gọi nè. Thì cái điện thoại mình đã kết nối với xe thông qua cái phần mềm này rồi. Đó, thì đây là cái bản đồ. Đây các bạn, Map Update, để mình update cho bản đồ một cái nha. Đó, bản đồ Việt Nam nè. Mình cập nhật một cái. Khi các bạn cài cái phần mềm BMW Connected vào ha, mở máy xe lên, các bạn kết nối cái phần mềm này bằng cái Bluetooth ha. Thì mình kết nối được với xe thì nó sẽ hiển thị thông tin lên. Rồi các bạn bấm vào cái chiếc xe của mình ha. Bấm vào cái hình chiếc xe đầu tiên nè. Thì nó có cái biểu tượng ở dưới đây Connected Hub nè ha. Các bạn bấm vào đây. Bấm vào đây thì các bạn bấm vô Connected New Device. Thì nó sẽ hiện ra một cái này gọi là cái Radio nè ha. Đó, đây. Các bạn bấm vô kết nối với nó. Đây, ghép đôi nó nè. Ghép đôi với nó ha. Continue. Đó. Tiếp tục chấp nhận. Rồi bắt đầu nó kêu mình là xoay cái con lăng ở bên này nè. Đây các bạn thấy không, nó kêu mình xoay cái con lăng để nó kiểm tra nè ha. Đó, xoay con lăng nó kiểm tra coi ok chưa. Đó,
hắt qua coi ok chưa. Rồi đó, đó xong rồi ha, xong rồi bắt đầu nó báo là Gradle của mình nó đã được kết nối rồi, connectivity hub ha. Rồi như vậy là mình đã kết nối thành công và bắt đầu mình sử dụng được cái con lăn nè các bạn. Đây ha, đó mình sử dụng được hết những cái thông tin ở trên này, mặc dù cái điện thoại của mình vẫn chưa có gắn vô cái đế kia ha. Đó, nó làm việc này qua cái không dây các bạn, không dây kết nối với xe, còn cái đế là nó để gác cái điện thoại và nó sạc không dây thôi. Đó các bạn thấy đã không, thì cái này nó sẽ thay thế cho cái mình có thể xoay ngang, nếu mà cụm camera nằm đây mình đưa vô đây nó cấn thì các bạn có thể xoay ngang ha, đưa cái cụm camera ra ngoài đó gắn vô đó, đưa cái này vào siết lại các bạn. Thì bây giờ là cái điện thoại của mình nó làm cái màn hình thay thế cho cái Garmin và nó sử dụng cái phần con lăn này ha để nó điều khiển. Rồi các bạn ha, nó chính hãng và nó lập trình để sử dụng được cái con lăn này, nó thay thế cho cái Garmin mà mình hay gọi là cái Garmin rất là cù bóp, mặc dù rất là mắc tiền ha, nhưng mà chức năng ở trên cái Garmin này nó chỉ có định vị dùng cho dành cho những người mà đi sâu vào rừng đồ này kia ha. Nhưng bây giờ thì dùng cái này thì nó đã rất là tiện ích rồi. Đây là cái map của BMW nè các bạn ha, map BMW bây giờ cũng rất là ngon, nó có giới hạn tốc độ đồ này kia ha. Đó, mình có thể tìm ở đây nè, đó ví dụ đường Phạm Ngọc Thạch 42 chẳng hạn nè, đó tìm ở đây rồi mình định vị ở đây rồi bắt đầu mình chạy. Thì để sử dụng được cái này thì các bạn bấm cái nút menu ở trên thì cái phần cái điều khiển con lăn này nó sẽ chuyển từ cái màn hình TFT nè, giờ mình đang sử dụng bằng cái điều khiển qua cái màn hình bằng cái cụm này. Thì khi các bạn muốn chuyển cái điều khiển của cái cụm này từ cái màn hình TFT này qua cái điện thoại thì các bạn giữ cái menu ở trên này, giữ lâu một chút thì nó nhảy vào cái navigation ở đây, thì lúc đó mình sẽ chỉnh được ở trên cái điện thoại của mình ha. Thì thông số nè, thông số lớp nè, thông số lớp, rồi xăng nè, rồi còn bao nhiêu nữa là hết xăng, rồi mình đi tới đâu, bản đồ như thế nào ha, thì nó sẽ hiện ở đây hết. Rồi lên đây là bản đồ, nó chỉ mình đi. Rồi xuống dưới này là cái thông tin về cái connection hub, sạc pin hay không, rồi đã be với điện thoại hay chưa này kia ha. Đó, nó có ba cái dòng, ba cái logo ở đây để biểu hiện tính năng. Nếu mà các bạn không dùng cái ứng dụng này ha, nếu các bạn thích mà sử dụng Google Maps quen thuộc ha, thì các bạn cũng có thể tìm ở đây. Ví dụ mình tìm mình đi về nhà đây, đó bắt đầu đi về nhà đó, thì các bạn dùng cái màn hình này để các bạn chạy bằng Google Maps, nhưng mà lúc đó thì các bạn không có điều khiển cái cụm này để mình phóng to xu nhỏ được cái màn hình này ha. Đó, tức là dùng cái bản đồ của chính hãng của BMW thì các bạn mới điều khiển được trên cái ghi đông. Còn nếu dùng Google Maps thì mình coi nó là một cái đế và nó có sạc không dây thôi ha. Thì lúc nào nó cũng sạc không dây ở đây. Rồi bây giờ chắc mình chạy thử một vòng thôi, xem sao ha, để coi cái này nó có hỗ trợ tốt hay không. Bây giờ mình search thử Caravan Hotel đi ha. Sài Gòn, Caravel Sài Gòn các bạn nè, công trường Lam Sơn nè, đó khách sạn Caravel Hotel nè, đó. Rồi bây giờ mình chạy một vòng từ đây ra Caravel coi nó dẫn đường như thế nào ha. 1,9 cây số rồi, lên xe. Rồi các bạn mình chạy một vòng coi coi tình hình coi nó dẫn đường như thế nào nha. Đó, hai cái màn hình. Ok.
đang ở đường Võ Thị Sáu các bạn. Mình đang quay bằng cái Samsung nhờ bạn Cơ. Rồi đang chờ trên Võ Thị Sáu cho bớt xe các bạn ha. Mình đang chỉnh qua cái chế độ navigation bằng cách bấm vào cái menu ở đây. Và con lăn ở đây các bạn có thể zoom in zoom out được cái bản đồ. Đó, lắc qua lắc lại nè. Mình có thể coi thông số xe nè. Chờ một chút này nó sẽ hiển thị lên. Đó, cái thông số xe cũng như là cái thông tin về cái hub này. Rồi, bóp xe rồi, qua thôi. Rồi coi nó dẫn đi ra Caravel như thế nào. Thì cái đây là cái sản phẩm rất là tiện ích các bạn ha. Cái bản đồ mình có thể dùng cái con lăn này ha, mình lắc qua nè. Đó, lắc qua lắc lại đây đang cái bản đồ nó chạy nè. Đó thì 50 cây số giờ. Rồi cái đường đi các kiểu ha. Nó là một cái màn hình, bây giờ nó điện thoại của mình nó trở thành một cái màn hình và các bạn có thể dùng Apple, dùng Samsung đều được hết ha. Đó, rồi các bạn nhìn thấy trên màn hình thì các bạn có thể lắc con lăn này qua. Rồi các bạn điều khiển nó ha, điều khiển những cái chức năng ở trên này. Thì hiện tại mình thấy cái menu nó chưa có chức năng nghe nhạc ha, nó chỉ đa số là nó dùng làm cái bản đồ. Dùng làm cái bản đồ dẫn đường. Cái nữa là nó sẽ coi thông số xe. Đó, thông số xe nó lên rồi các bạn ha. Thì thông số xe lớp trước, lớp sau nè, xăng còn bao nhiêu các bạn. Rồi quãng đường đi, rồi thời gian, rồi cái ô đô, rồi các kiểu ha. Những cái thông số xe. Dùng cái con lăn ở đây các bạn ha. Dùng con lăn ở đây mình xoay lên. Nó chuyển qua cái bản đồ. Sau mình lắc qua cái bản đồ thì mình sẽ lên chi tiết cái bản đồ. Đó. Lúc này thì mình không có điều khiển bằng tay được nữa. Đó, bằng tay không có được nữa. À, nó dùng cái con lăn nó điều khiển hết. Mình có thể zoom in zoom out. Vừa đi vừa được sạc không dây các bạn. Và cái điện thoại của mình bây giờ nó nằm rất là liền lạc trong cái xe. Rồi, mình đang vòng hồ con rùa. Đang chở bạn Cơ đó. Cơ cầm giùm cái Samsung của mình nó quay. Thì trong thời gian tới thì mình sẽ dùng cái này là chính các bạn. Mình bỏ luôn cái Garmin rồi. Cái Garmin rất là cù bóp. Garmin chỉ để gắn vào coi cái thông tin là chính thôi đó. Nếu mà dùng cái bản đồ này mà đi các nước châu Âu thì tuyệt vời ha. Còn Việt Nam thì nếu các bạn thích thì các bạn có thể dùng Google Map ha. Đang chạy trước Diamond Plaza, rồi trước mặt là nhà thờ Đức Bà. Đó thì cái bản đồ nó hoạt động như vậy các bạn ha. Mình có thể dùng cái con lăn để mình điều khiển. Mình zoom in zoom out, mình coi bản đồ hoặc là mình thích cái kiểu gì. Mình chuyển xuống trước nhà thờ Đức Bà các bạn. Hy vọng là Cơ nó quay sao đừng có rung. Mình chạy chậm chậm thôi à, vài cái số giờ để demo thử các bạn thấy cái bản đồ này cũng như là cái chức năng của nó hoạt động như thế nào thôi. Đó, chuyển qua bản đồ lại thì nó dẫn đi ra khách sạn Caravel bằng cái bản đồ của chính BMW luôn ha. Đó, cái mũi tên nó kêu là chạy thẳng 400m nữa tới nơi là 6:40. Cái này mình thấy rất là giá trị các bạn ha. Nó hấp dẫn hơn cả cái Garmin luôn. Cái vấn đề là mình không có bị tốn tiền và mình được update những cái phiên bản mới cũng như là những cái bản đồ mới của từ chính hãng BMW luôn. Đó, mình chuyển qua mình coi thông số xe, xăng cộ còn bao nhiêu, lớp trước lớp sau bao nhiêu. Thì cái mục đó nó gọi là Buy Info các bạn. Buy Info, Buy Information, thông số xe. Còn ở mục dưới cùng là cái chỗ mà tình trạng kết nối, Connectivity Hub ha. Lên cùng là cái bản đồ. Rồi, vậy đây, chuyển qua bản đồ full thì nó như vậy. Điều khiển bằng cái nấm xoay ở đây hết. Đó, thì nó dẫn tới 100m nữa là tới nó ghi mũi tên nè. Mũi tên mình quẹo trái qua khách sạn Caravel. Đó, rất là đơn giản, dễ sử dụng các bạn. Và bản đồ này do chính BMW
họ cập nhật và họ phát triển ha. Tiếng Việt, tiếng đồ giờ đầy đủ hết rồi ha. Nó có luôn cái đây mình đậu trước Caravelle thì nó cấm cờ là tới nơi nè. Ngay khách sạn Caravelle có cửa hàng anh Thái Công ở đây đó. Rồi bây giờ mình chuyển qua mình sử dụng cái Google Maps thử nha. Những cái tính năng nó nhiều lắm đó, các bạn dùng cái con lăn này các bạn bấm vô đây mình sẽ tìm các kiểu ha. Tại vì khi mà các bạn chạy xe thì nó không cho các bạn dùng tay để điều khiển trên cái màn hình nữa, nó khóa cái chức năng đó luôn và nó chuyển qua mình dùng cái con lăn. Nó một cái dạng tương tự như Apple CarPlay các bạn ha. Nó tương tự như Apple CarPlay vậy. Sử dụng cái Google Maps cho các bạn thấy thôi nha. Giờ mình tìm kiếm đây, mình đi cơ quan là tức là cửa hàng Mai Nguyên á ha. Rồi bắt đầu giờ mình chạy về để coi nó dẫn như thế nào. Và trong quá trình như vậy thì nó luôn là cái sạc không dây rất là tiện lợi các bạn. Rồi lên xe đi tiếp đi về công ty ơi. Đó các bạn thấy cái Google Maps đẹp ha, cộng với cái màn hình ở dưới nữa rất là tiện. Nhưng mà khi mà mình chuyển qua Google Maps thì cái con lăn ở trên xe này nó không có tác dụng nha các bạn. Các bạn có thể dùng tay ha, dùng tay để điều chỉnh đó, y chang như bình thường vậy đó. Đó y chang như bình thường. Rồi thôi đi về các bạn ơi, quay review có cái sản phẩm có chút xíu mà chi tiết quá các bạn ha, quá chi tiết quá tốn nhiều thời gian. Rồi để coi nó dẫn đi đâu, dẫn qua Hai Bà Trưng thì đây bây giờ là nó là trở thành một cái đế bình thường như bao cái đế để điện thoại khác ha. Đó rồi mình sử dụng Google Maps một cách bình thường và đặc biệt mình sạc được không dây. Nhưng mà cái hay của nó là nó tiện lợi, nó gắn trên cái khung cái đế của cái BMW sẵn luôn, nó dùng điện đó luôn và mình có chìa khóa mình lock lại luôn, cho nên là mình không có sợ người ta ăn cắp cái đế này. Rất là gọn sạch, nó đẹp cái xe nữa và nó là sản phẩm chính hãng các bạn. Rồi tới công viên Lê Văn Tám các bạn, bản đồ nó ghi là còn 100m nữa là quẹo trái đường Võ Thị Sáu. Đây là đang dùng cái bản đồ Google Maps mình gắn trên cái phone ha, gắn trên cái đế thì các bạn sẽ thấy được cái sự chuyên nghiệp cũng như là cái vẻ đẹp của nó ha. Thì các bạn nhìn vậy thì tưởng tượng là xe nó trang bị hai cái màn hình đó. Rồi xin nhan, xin phép quẹo trái và còn 1 phút nữa là tới cửa hàng. Thì đây là một cái giải pháp rất là hay mà BMW họ nghĩ ra các bạn, họ nghĩ ra mà mình thấy rất là hài lòng ha. Thì họ dùng cái màn hình của điện thoại di động đã kết hợp với cái ứng dụng, cái app của BMW luôn, làm cái trình điều khiển ha, hiển thị thông tin rồi bản đồ rồi mọi thứ và rồi hoàn thành các bạn. Kết thúc một city tour nhỏ nhỏ để review cho các bạn thấy cái màn hình này ha. Đó thì các bạn nhớ dùng cái app của chính hãng BMW thì mình điều khiển được trên cái con lăn này và dùng cái con lăn để mình xoay xoay mình sử dụng những cái tính năng của nó ha. Thì thật ra thì nếu các bạn không có cái đế này thì những cái chức năng này trong cái ứng dụng này nó cũng đã có trong cái màn hình chính hãng của BMW rồi, nhưng mà nó không có đủ để nó hiển thị cái bản đồ. Cái bản đồ trên cái màn hình này là nó chỉ ghi những cái dòng chữ hướng dẫn mình thôi. Đó thì có cái này thì nó hiển thị rộng ra và mình nhìn cái xe mình sẽ thấy nó chuyên nghiệp hơn các bạn, nó chuyên nghiệp hơn. Cái người đi đường nhìn thấy cái điện thoại mình gắn vô đây được sạc không dây, nó như một cái màn hình phụ mà hãng trang bị đó, chứ ít ai biết được đây là cái điện thoại lắm. Màn hình dưới, màn hình trên. Còn nếu mình gắn ở đây thì giống như mấy anh chạy Grab mà lâu nay mình gắn treo toàn ten ở đây thì nhìn nó không được chuyên nghiệp. Đó mình lưu ý thêm một chút xíu ha, là cái đế này là được BMW bán chính hãng trên website của họ. Các bạn có thể mua thông qua những ai mà các bạn quen đặt hàng hoặc là search ở trên mạng ha. Mình không có bán, cho nên là và cái đế này ha, chỉ dùng cho những cái dòng xe BMW thôi, chỉ dòng xe BMW thôi, và gắn vô cái đế mà những cái dòng xe BMW trang bị như là dòng GS hoặc là những cái dòng F
850 rồi những cái dòng XR rồi đó ha, những cái dòng nào có cái đế thì các bạn mua nó chụp vào cái đế, và nó không dùng cho những cái dòng xe khác ha các bạn. Rồi các bạn sau khi các bạn dùng xong nè, rất là đơn giản ha. Để mở cái này thì các bạn vặn con ốc ở dưới này chút xíu ha. Đó, xẻ con ốc này ra, các bạn rút cái này ra. Rồi kéo này xuống ha, thì mình lấy điện thoại ra thôi. Đó. Rồi, mình kết thúc cái video này đây. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.